Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Hàng không Hải Âu đang khai thác dịch vụ bay ngắm cảnh bằng thủy phi cơ, vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải xin gia hạn áp dụng mức giảm giá dịch vụ cất hạ cánh theo quy định hiện hành. Trước đó, ngày 24 tháng 9 năm 2015, trên cơ sở đề nghị của hãng này, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn chấp thuận về việc gia hạn áp dụng mức giảm giá bằng 50% mức dịch vụ cất hạ cánh theo quy định của Bộ Tài chính thêm 1 năm. Lần này, Hải Âu tiếp tục đề nghị gia hạn quyết định này thêm 1 năm nữa, áp dụng từ ngày 9 tháng 9 năm 2016 đến ngày 9 tháng 9 năm 2017. Nguyên nhân theo hãng này là do thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do gặp vướng mắc về khâu thủ tục cấp phép bay. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, với tốc độ tăng trưởng trung bình trên 30% của dịch vụ hàng không như hiện nay, cảng hàng không Tân Sơn Nhất đang lâm vào tình trạng tắc nghẽn cả trên trời, khu vực bay, bãi đỗ máy bay và giao thông xung quanh sân bay. Cụ thể, năm 2015, sân bay đáp ứng tối đa 35 chuyến vào giờ cao điểm. Năm 2016, sau nhiều nỗ lực đã nâng lên được con số 38-40. Như thời gian vừa qua, có lúc máy bay phải bay chờ trên không từ 15-30 phút mới hạ cánh. Về vấn đề các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất liên tục trong tình trạng ách tắc, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định có khoảng trên 50% xe hơi, 90% xe máy sử dụng tuyến đường Trường Sơn không vào sân bay. Điều này khiến tuyến đường quanh sân bay phải vừa thực hiện chức năng giao thông đối nội, phải vừa giao thông đối ngoại. Chính điều này dẫn đến những trận tắc nghẽn giao thông kinh hoàng xảy ra trong thời gian gần đây. Sáng ngày 14 tháng 8, Công an huyện Cam Lâm, Khánh Hòa cho biết, cơ quan công an đang xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra chiều ngày 13 tháng 8, khiến một người chết, 6 người bị thương. Bước đầu, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 8, tại đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, một chiếc xe ô tô 7 chỗ chưa rõ người điều khiển băng qua đường sắt đã bị tàu hàng H2 chạy hướng Nam Bắc tông trực diện. Sau cú tông, xe ô tô bị biến dạng. Người dân gần đó đã nhanh chóng kéo các nạn nhân ra khỏi chiếc xe bị nạn. Trên xe có 7 người, một phụ nữ tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương, được chuyển đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm. Ngày 14 tháng 8, trạm cảnh sát giao thông Thăng Bình thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phát hiện hai tài xế dùng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp để chở khách. Trước đó, chiều tối ngày 13 tháng 8, khi tài xế Đinh Thành Tưởng điều khiển xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 82K1792 đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam thì bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng lại kiểm tra. Bước đầu, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện giấy phép lái xe của Tưởng là giả nên lập biên bản tạm giữ để xử lý. Theo giải trình của lái xe Tưởng, giấy phép lái xe giả mua 16 triệu đồng từ năm 2012. Còn lái xe tên Hoàng Văn Phúc điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 82B00253. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Lái xe Phúc cũng giải trình là mua giấy phép lái xe với giá 16 triệu đồng. Trận mưa lớn kéo dài từ chiều ngày hôm qua cho đến sáng nay 14 tháng 8 đã khiến cho khoảng 5.000 mét khối đất đá sạt lở xuống quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, khiến cho giao thông ùn tắc hàng km theo cả hai chiều. Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68, đơn vị xây dựng thi công tuyến quốc lộ 6 cho biết, điểm sạt lở này kéo dài khoảng 60 mét. Do tuyến đường vẫn đang trong thời gian bảo hành, công ty đã huy động 3 máy xúc công suất lớn đến khắc phục sự cố. Vì lượng đất đá đổ xuống quá lớn, tràn cả xuống ruộng lúa của người dân, tất cả các phương tiện đều không thể di chuyển qua lại khu vực này, ùn tắc khoảng 1 km theo cả hai chiều. Dự kiến phải mất 2 ngày thì các phương tiện mới có thể tạm thời lưu thông được qua khu vực, còn để khắc phục xong điểm sạt lở nói trên thì cũng phải mất khoảng 15 ngày. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có tờ trình lên Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp 111 cầu yếu và gia cố xây dựng trụ chống đối với 6 cầu vượt trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 với tổng mức đầu tư là 2.053 tỷ đồng.
Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài là 1.726 km, trong đó có 1.491 cầu các loại. Phần lớn đã được xây dựng cách đây hơn 100 năm với nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn khác nhau, tải trọng thiết kế thấp. Trong quá trình khai thác, tại các cầu thép bị han rỉ nặng, mặt cầu yếu, kết cấu dầm bê tông, mố trụ tại nhiều điểm phát sinh nứt vỡ, hư hỏng và phong hóa vật liệu. Tuy nhiên, do các nguồn vốn hạn hẹp, Bộ Giao thông Vận tải chưa có sự đầu tư toàn diện. Vì thế, còn nhiều công trình của kết cấu hạ tầng đường sắt là cầu, cống, hầm trên tuyến chưa được cải thiện và nâng cấp. Nếu được thực hiện, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải và tốc độ chạy tàu của tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương cho vay 300 tỷ đồng để làm cầu đường sắt Bình Lợi. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm dự án này được điều chỉnh tăng mức phí dù trước đó chủ đầu tư từng nhiều lần đề nghị. Cụ thể, mức phí tăng, xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt tăng từ 10.000 đồng một lượt lên 15.000 đồng một lượt. Xe từ 12 đến 30 chỗ, xe tải từ 2 đến 4 tấn tăng từ 30.000 đồng một lượt lên 40.000 đồng một lượt. Xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải từ 4 đến 10 tấn tăng từ 40.000 đồng một lượt lên 50.000 đồng một lượt. Xe tải từ 10 đến 18 tấn và xe container 20 feet tăng từ 60.000 đồng một lượt lên 80.000 đồng một lượt. Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container 40 feet tăng từ 80.000 đồng một lượt lên 100.000 đồng một lượt. Về lý do tăng phí, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng chủ đầu tư phải bổ sung nhiều hạng mục ngoài hợp đồng BOT như hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu, hệ thống thoát nước với chi phí hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi được tăng phí, chủ đầu tư cũng phải thực hiện một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Dù Toyota Việt Nam đã không ít lần phát đi thông điệp sẽ rút nhà máy khỏi Việt Nam nếu như không có chính sách rõ ràng phát triển ngành công nghiệp này trước làn sóng xe giá rẻ ASEAN đang tràn về khi mà thuế suất về 0% vào năm 2018. Tuy nhiên, thực tế thì nhiều năm qua doanh nghiệp này vẫn có mức lợi nhuận đáng mơ ước. Theo tài liệu mới công bố của Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, đơn vị nắm 20% vốn tại Toyota Việt Nam đã cho thấy liên doanh này luôn có mức thu và lợi nhuận cao, tăng trưởng mạnh mỗi năm nhờ sản xuất, lắp ráp và bán xe cho người Việt. Cụ thể, doanh thu của đại gia ô tô Nhật Bản đạt khoảng 33.940 tỷ đồng. Riêng năm 2014, hãng xe này cũng có doanh thu lên đến 26.740 tỷ đồng. Như vậy, mỗi tháng ít nhất Toyota có thể bỏ túi 388 tỷ đồng nhờ lãi sản xuất và lắp ráp ô tô cho người Việt. Vì sao dự án được đầu tư từ ngân sách theo hình thức BT, xây dựng chuyển giao, lại chuyển thành hình thức BOT, xây dựng kinh doanh chuyển giao? Việc thu phí BOT chặn hết tất cả các nẻo đường tỉnh lộ sẽ gây áp lực như thế nào đến người dân và doanh nghiệp vùng nông thôn? Những câu hỏi từ tỉnh lộ 39B ở Thái Bình đang cần thiết phải được giải đáp nhằm xây dựng những chính sách phát triển hạ tầng bền vững, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân, nhà nước và doanh nghiệp. Đoạn đường 39B với khoảng 30 km này được xây dựng từ năm 2010 theo hình thức BT với tổng mức đầu tư từ ngân sách gần 1.900 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án BT này là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, với lý do khó khăn về vốn nên tỉnh Thái Bình kêu gọi thêm vốn BOT. Năm 2011-12 do khó khăn về nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho nên là tỉnh Thái Bình đã đề nghị chính phủ phê duyệt dự án này được nâng cấp cải tạo, mở rộng theo hình thức BT kết hợp với BOT. Cũng theo chủ đầu tư BOT là công ty Tasco Nam Thái, phần vốn mà doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh lộ 39B là 550 tỷ đồng và được phép thu hồi trong 15 năm qua hình thức đặt trạm thu phí. Trước sự phản đối của người dân, chủ đầu tư BOT phải tìm cách giảm phí hoặc miễn phí. Thế nhưng, với nhiều doanh nghiệp vận tải, hàng ngày đang phải chiết khấu phí cầu đường vào phí vận chuyển, chi phí sản xuất kinh doanh, thì các trạm thu phí BOT ở vùng nông thôn đang dồn họ vào khó khăn. Cái bất bình tại vì tôi đi trong tỉnh này là rất qua nhiều trạm thu phí. Đấy, nó ảnh hưởng đến trực tiếp là cái cuộc sống, đời sống của tôi. Thì nếu mà thu phí ở Kiến Sương cùng huyện mình đấy thì em thấy nó cũng tác động thêm, bởi vì là cái giá vé bọn em không tăng lên được, mà cái trạm thu phí càng ngày càng nhiều lên. Như bọn em cung đường của em bây giờ đang là 2 trạm vé rồi, đấy là thu thêm ở đây nữa là thêm 1 trạm nữa, một cái con xe của em là một tháng mất hơn 1 triệu tiền vé,
Nếu đâu em mua vé tháng, còn vé lượt thì nó là 50.000 một lượt cơ. Là hai lượt mất 100.000. Hà Nội đi về Nam Định, Thái Bình, trong khoảng 100 km, hiện có 4 trạm thu phí BOT. Riêng Quê Lúa Thái Bình, ngoài trạm thu phí BOT Tân Đệ, sẽ có thêm trạm BOT Kiến Sương. Trong hội nghị đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT mới đây của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều chuyên gia cho rằng giải quyết mâu thuẫn giữa lợi ích của doanh nghiệp đầu tư BOT và người dân là phải tính kỹ, nhất là lợi ích của người dân vùng nông thôn khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, nhất thiết phải có sự can thiệp công tâm của cơ quan nhà nước liên quan. Giữa nhà đầu tư và ngân sách nhà nước, tức là có thể là mức phí nó thấp đi, nhưng kéo dài cái thời gian thu phí ra. Và nhà nước bù cho cái nhà đầu tư ấy, làm đường ấy, là họ vẫn được cái mức trả theo từng chuyến nó cao. Và nhà nước lấy lại cái tiền ấy bằng cách là, ví dụ như là cái thời gian thu phí là kéo dài là 20 năm, nhưng mà cái nhà đầu tư ấy có thể thu hồi vốn trong 10 năm. Thế còn nhà nước, trong 10 năm đó, đầu tiên ấy, nhà nước bù lại cho cái nhà đầu tư. Thế còn nhà nước sẽ thu phí 10 năm sau. Thì như thế là đấy là một cái chia sẻ lợi ích mà bảo đảm được cái chi phí cho xã hội nó giảm đi. Không riêng gì Nam Định, Thái Bình, nhiều địa phương khác như Hòa Bình, Phú Thọ đang có những trạm BOT chắn giữ trên những tuyến đường độc đạo của người dân. Và họ luôn mong sự can thiệp của nhà nước bằng những giải pháp căn bản và thực tế hơn. Vì sức chịu đựng của những người dân là có giới hạn và không chỉ than trời rồi thôi. Bản tin giao thông an toàn ngày 14 tháng 8 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.